ngoại hình của máy đấy ạ. Máy rất đẹp luôn anh nhé. Các cạnh của máy. Máy xoay ngang xoay dọc được luôn ạ. Em test phím cho mình ấy nhé. Những phím này không có trên bàn phím nên là nó sẽ không hiện ạ. À? Em test camera cho mình ạ. À? Đây là cam trước ạ. À? Cam sau đây ạ. À? Mic thu lại nhé. Âm thanh ạ. Loa con này khá là hay đấy ạ. Hỗ trợ sim mà sẽ hiện cột sóng ở đây anh nhé. Mình nắp sim vào là sử dụng được ạ. Ổ cứng 256 bên em đang để là một ổ, mình muốn chia làm hai ổ thì mình báo bên em chia lại cho mình anh nhé. ID của máy ạ.